Kính chào thính giả đến với chương trình Vận hội cho dân tộc. Ngọc Tuyến xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trở lại với chương trình ạ. Và thưa tiến sĩ, có những cái điều nó thú vị mà hôm nay Ngọc Tuyến cũng xin được trò chuyện chung với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thứ nhất là chúng ta nói về huấn lệnh của chi phái Cao Đài 1997 do Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên sau năm 1975, và họ đã chiếm tòa thánh Tây Ninh và đã trục xuất hết tất cả những người theo đạo Cao Đài chân truyền 1926 ra khỏi cái nơi tòa thánh trong những cái thời gian gần đây. Chính cái chi phái này đứng đầu là ông Nguyễn Thành Tán đã đưa ra một cái huấn lệnh là trục xuất ông Trần Ngọc Sương là một người phó trị sự của đạo Cao Đài chân truyền 1926. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là một trong những người đã giúp đỡ cho đạo Cao Đài chân truyền 1926 trong những năm vừa rồi, đã kiện lên tòa ở bên Hoa Kỳ để mà lấy lại được danh xưng của đạo Cao Đài 1926 tại Hoa Kỳ, mà những người theo tay chân của Nguyễn Thành Tán tại Hoa Kỳ và cố tình muốn cướp đoạt cái danh xưng này nhờ có cái sự hỗ trợ của PPSOS, mà những người tín đồ Cao Đài chân truyền 1926 đã thắng và đã lấy lại được cái danh xưng này cho đạo. Xin tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có cái lời bình về trường hợp vừa xảy ra đối với ông Trần Ngọc Sương. Xin mời tiến sĩ. Tháng 4 năm nay thì bên ông Nguyễn Thành Tám là người đứng đầu của cái chi phái Cao Đài mà do Đảng Cộng sản có chỉ thị để mà hình thành năm 1997, và cái mục đích của Đảng Cộng sản đó là từ từ họ sẽ thay đổi, họ chám chỗ Cao Đài chân truyền bằng cái chi phái này. Một mặt thì họ dẹp bỏ cái hội thánh của đạo Cao Đài nguyên thủy, mặt khác họ dựng lên chi phái tôi gọi tắt là chi phái 1997, để rồi từng bước một họ thay đổi, họ chuyển tất cả tài sản kể cả tòa thánh Tây Ninh sang chi phái Cao Đài 1997, rồi họ hỗ trợ để chi phái chiếm cả mấy trăm cái thánh thất của người Cao Đài, xong cuối cùng thì họ muốn chiếm luôn cái danh sơn bằng cách là họ lập ra một cái văn phòng ở hải ngoại, xong rồi họ đăng ký cầu chứng cái tên của đạo Cao Đài làm cái thương tự riêng của cái văn phòng ấy. Và rất may mắn là tôi khám phá được kịp thời và đã hỗ trợ cho các người tín đồ Cao Đài mà chuyên truyền, số người đã đứng ra đấu tranh pháp lý và đã thành công. Giấy phép cấp thương hiệu đã bị hủy bỏ, và đấy là một cái sự khẳng định rằng Cao Đài 1997 chi phái không phải là đạo Cao Đài, nó không được quyền và nắm chọn cái danh hiệu của đạo Cao Đài. Và buồn cười đó là tháng 4 năm nay thì ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu của chi phái này, đã ra một cái huấn lệnh xuất Trần Ngọc Sương. Ông Trần Ngọc Sương là người đã tham gia các hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin ở vùng Đông Nam Á nhiều lần, năm 2015-2016, và năm ngoái thì ông cũng định đi sang Thái Lan để mà dự cái hội nghị này, thì ngay tại cửa khẩu Mộc Bài thì đã bị chặn lại và bị đuổi ra và nói rằng là không được đi, có cái lệnh là cấm xuất cảnh. Thì ông Trần Ngọc Sương đã bị trục xuất khỏi cái đạo của ông Trần Ngọc Sương, trong khi ông Trần Ngọc Sương đã vào đạo lần trước năm 75, đã được cắt cử làm phó trị sự từ năm 1980 mấy, khoảng giữa thập niên 80, tức là trước khi mà chi phái Cao Đài 1997 ra đời. Thì ngược ngạo đó là chi phái 1997 ra đời và được hình thành như là một tổ chức khác với lại đạo Cao Đài, được nhà nước chấp nhận nhưng với một tên nó khác. Thế mà họ lại ra một huấn lệnh để một trục xuất ông Trần Ngọc Sương ra khỏi cái đạo Cao Đài của ông Trần Ngọc Sương. Nó không khác gì là bên những cái tôn giáo khác, chẳng hạn như là đạo Hồi mà lại ra cái lệnh trục xuất Đức Giáo Hoàng ra khỏi tòa thánh Vatican và ra khỏi đạo Cực Công Giáo chẳng hạn. Đó là nó chuyện hết sức không thể chấp nhận được. Hoặc ngược lại, Thiên Chúa Giáo để trục xuất một vị tăng ở bên Phật Giáo cũng không được. Nhưng mà đấy là cái chuyện tiêu dâm hài hước mà ông Thành Tám đã làm. Ông ta làm như vậy là tự có sự xuất ngôn của chính quyền đằng sau, mà trong đó chắc chắn là có cái sự kiểm trợ của nhà nước, đồng loạt tấn công ông Trần Ngọc Sương cùng một lúc. Và cái huấn lệnh đã được gửi rất nhiều nơi, dán ở những chỗ công cộng, ở những cái thánh thất này kia, và được chia sẻ với chính quyền. Và thậm chí chính quyền chúng tôi lấy được những cái thông tin, thu được những cái lời nói của lấy chính quyền, họ đưa cái huấn lệnh đó ra để bóc hù dọa những người tín đồ Cao Đài khác. Họ nói rằng đây này, ông Trần Ngọc Sương đã bị trục xuất rồi, thành ra mấy người là coi chừng. Và hồi sáng nay chúng tôi đã đưa vấn đề này lên với lại của Hoa Kỳ, đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế là ông Sam Brownback, và với bà Gail Manchin là hiện nay đang là chủ tịch của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong diễn tiến như vậy thì ông Trần Ngọc Sương
mình có những cái phương cách nào để mà có thể đối phó lại với cái sự gần như là đàn áp một cách gián tiếp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam qua sự quấy nhiễu của cái chi phái theo đài 1997 này, thưa anh? À vâng, phong trào Ngọc Sương theo tôi được biết đó thì đã gửi một lá thư chứng tỏ thiện chí yêu cầu Nguyễn Thành Tám và các chức sắc ở dưới quyền ông Tám có đâu có 4-5 người là cùng ký tên đó là phải rút lại huấn lệnh và phải xin lỗi ngay tại tòa Thánh Tây Ninh. Cho đến ngày hôm nay là đã quá 2 tuần mà không trả lời, thành ra ông Trần Ngọc Sương đang chuẩn bị để đưa ra tòa tập kiện dân sự tội đơn là phỉ báng và đã vi phạm quyền tự do tôn giáo của ông Trần Ngọc Sương chiếu theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo của ngay nhà nước Việt Nam. Cái thứ hai là ông Trần Ngọc Sương cũng đã yêu cầu tòa giải quyết cái tình trạng là các trang mạng đã sử dụng hình ảnh của Trần Ngọc Sương mà không xin phép, đã có những lời lẽ phỉ báng và yêu cầu tòa phải giải quyết cái vấn đề này. Và như vậy cái vấn đề mà đưa cái sự quấy nhiễu này ra tòa Cộng sản Việt Nam, và thưa tiến sĩ thì người ta cũng thường hay đùa là Việt Nam có một cái rừng luật nhưng mà họ luôn luôn là dùng luật rừng. Đối với chi phái 1997 là một cái tổ chức được nhà nước chống lưng và họ yểm trợ để mà đàn áp những người theo đạo Cao Đài chân truyền, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nghĩ rằng là cái cuộc mà đưa ra tòa như thế này nó có cái phần lợi nào hoặc là bất lợi nào cho ông Trần Ngọc Sương không? À vâng, câu hỏi rất hay. Là cái này thực sự đưa ra tòa Việt Nam chỉ là cái bước đệm thôi, để rồi chúng tôi sử dụng cái kết quả tại tòa mà báo cho quốc tế biết mà họ theo dõi để xem tòa án Việt Nam nó xử lý cái trường hợp này như thế nào, bởi danh danh là đã vi phạm luật ngay cái luật của nhà nước Việt Nam. Nếu như có sự bao che thì họ sẽ bị kẹt ngay và nó sẽ lòi ra rằng chính quyền đứng đằng sau chi phái 1997 trong vấn đề mà muốn sỉ nhục một tín đồ Cao Đài, làm động thái hoàn toàn là vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân mà không xử trị, thì có nghĩa là cái luật Việt Nam nó không ra gì và ngành tư pháp Việt Nam cũng chỉ là một cái công cụ của Đảng Cộng sản mà thôi. Nếu như mà tòa án mà xử một cách công minh cũng lại là cái thắng lợi, bởi vì ông Nguyễn Thành Tám là chắc chắn là có lỗi. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật vui cùng với gia đình, và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào.